Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. EU được cho là đang giữ kín thông tin về việc tiếp nhận các thành viên mới do lo ngại về sự phản ứng từ tầng lớp nông dân châu Âu, đặc biệt là trước cuộc bầu cử nghị viện EU chỉ 3 tháng nữa. Ngày 19 tháng 3 tập Politico cho biết, một số quan chức của EU đã thừa nhận họ đang nỗ lực giữ kín thông tin về việc chuẩn bị cho việc tiếp nhận của Ukraina. Moldova và một số quốc gia Tây Ban Căng. Cụ thể các nhà lãnh đạo châu Âu hiện đang cân nhắc các biện pháp nhằm làm dịu sự tức giận của tầng lớp nông dân, đặc biệt là ở các quốc gia giáp danh với Ukraine, đồng thời giảm thiểu các cuộc thảo luận về mở rộng. Một quan chức EU giấu tên tiết lộ với Politico rằng, thành thật mà nói, không ai muốn đề cập về sự mở rộng này trước cuộc bầu cử ở châu Âu. Nói về việc giảm trợ cấp cho nông dân châu Âu không phải là điều bạn muốn đưa vào khẩu hiệu tranh cử của mình hoặc tạo cơ hội trúng cử cho phe cực hữu. Theo giới truyền thông châu Âu, việc mở rộng của EU đối diện với một nhiệm vụ nặng nề, đặc biệt là trong vấn đề với Ukraine. Quốc gia này đang phải chịu sự tàn phá từ cuộc xung đột với dân số gần 44 triệu người, sẽ có diện tích lãnh thổ lớn nhất trong EU nếu gia nhập. Với dân số lớn của mình, Kiev sẽ có ảnh hưởng đáng kể trong nghị viện châu Âu và hội đồng EU. Tuy nhiên, sau khi trở thành thành viên EU, Ukraine sẽ là một trong những quốc gia có GDP thập nhất, gây ra căng thẳng trong chính sách gắn kết của EU khi nguồn tài trợ thường từ các khu vực giàu hơn đến các khu vực nghèo hơn. Theo một bản ghi nhớ nội bộ của Hội đồng EU từ mùa thu năm ngoái, sự hội nhập của Ukraine có thể đồng nghĩa với việc EU sẽ đổ vào đất nước này khoảng 186 tỷ euro trong vòng 7 năm tới. Cũng có nghĩa là tất cả các nước EU hiện tại sẽ phải đóng góp nhiều hơn và nhận về ít hơn. Do đó, EU đã quyết định rằng việc chuẩn bị cho khả năng gia nhập của Ukraine, Moldova Georgia và 6 quốc gia Tây Ban Căng nên diễn ra trong nội bộ, chứ không phải công khai trước công chúng. Khi các nhà lãnh đạo châu Âu nhóm họp trong tuần này để dự hội nghị thượng đỉnh, họ sẽ khó đề cập đến vấn đề mở rộng EU. Hồi tháng 2 năm nay, Úc Đền đã ra lệnh cho binh sĩ rút khỏi thành trí Abdiivka ở mặt trận Biển Đông sau nhiều tháng giao tranh khốc liệt với Nga. Với các binh sĩ tham gia chiến đấu trên mặt trận này, những giây phút cuối tử thủ ở Abdiivka là điều vô cùng khủng khiếp. Khi lực lượng Nga bao vây Abdiivka, trung sĩ Ivan Zitnik ở bên trong một hầm trú ẩn thực hiện cuộc gọi cuối cùng với gia đình. Khi ấy tuyến phòng thủ của Ukraine ở thành phố Abdiivka đang tan rã và hầu hết thành viên lữ đoàn của Zitnik đã rút lui để bảo toàn lực lượng, chỉ còn anh và năm đồng đội mắc kẹt trong một hầm trú ẩn tại chốt phòng ngự Zenit. Binh sĩ Zitnik 31 tuổi nói trong cuộc gọi video với chị gái Katerina vào sáng ngày 15 tháng 2 rằng bốn người bị thương rất nặng, không thể đi được, một người có thể di chuyển nhưng khó khăn, tất cả sĩ quan đều rút rồi, toàn bộ, họ để chúng em lại. Giết cho biết thêm rằng người thứ sáu đã tình nguyện ở lại để giúp đỡ họ. Tình cảnh khó khăn của những người lính này là một phần của câu hỏi khó trả lời mà các nhà lãnh đạo Ukraine phải đối mặt trong bối cảnh áp lực từ các cuộc tấn công của Nga và nguồn lực ngày càng cạn kiệt. Đó là khi nào nên chấp nhận mất đất. Các lãnh đạo Ukraine đã khẳng định mỗi tức lãnh thổ đều xứng đáng được bảo vệ đến cùng. Tuy nhiên, quân đội của họ đang gặp khó khăn sau cuộc phản công thất bại vào năm trước và gói viện trợ quan trọng từ Mỹ đang bị kẹt. Trong khi đó, Nga với quân đội mạnh mẽ hơn và nền kinh tế ổn định hơn sau hàng loạt biện pháp trừng phạt từ phương Tây đang gia tăng chiến dịch tấn công. Năm 2024 sẽ là năm mà Ukraine phải duy trì thế phòng thủ để hạn chế mất mát lãnh thổ. Đồng thời Kiev cũng cần thời gian để tái thiết lực lượng với mục tiêu giành lại một phần của khoảng 20% lãnh thổ được Nga kiểm soát. Đây là một phép tính khó khăn, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng giữa việc bảo vệ đất đai và sự tiết kiệm nguồn lực khan hiếm của Ukraine, bao gồm cả sự sống của binh sĩ và tinh thần chiến đấu. Ban đầu, anh giết hy vọng sẽ có sự giải cứu từ đồng đội. Tuy nhiên, sau một ngày chờ đợi mà không có ai đến, anh chấp nhận số phận trở thành tù binh và chỉ còn biết bám víu vào lòng thương xót của đối phương. Trong những cuộc gọi video cuối cùng được ghi lại bởi người thân, có thể nghe thấy anh quay sang trao đổi với ai đó bên ngoài hầm trú ẩn. Anh rể được Micho Subin hỏi giết trong video. Họ đến chưa? Người này đề cập đến lực lượng Nga đang áp sát căn hầm để bắt 6 binh sĩ Ukraine làm tù binh. Binh sĩ giết trả lời, rồi. Khi cuộc phản công của Ukraine bị đình trệ vào mùa thu năm trước, Nga đã tận dụng cơ hội để giành lại ưu thế và tiến hành các cuộc tấn công dồn dập vào Apdipyka. Ban đầu Ukraina chống đỡ tương đối tốt, phá hủy hàng chục xe bọc thép và vô hiệu hóa hàng trăm lính Nga. Tuy nhiên, các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Moscow đã thể hiện quyết tâm của họ làm cho Kiev phải chịu sức ép. Anh Zhitnik trước đó là một tài xế taxi, nhập ngũ chỉ vài tuần sau khi Nga bắt đầu chiến dịch tại Ukraina. Đã được giao nhiệm vụ cùng với lực đoàn cơ giới 110 đến chốt Zenit, một vị trí phòng thủ quan trọng cách Apdipyka khoảng 1 km về phía nam. Giống như nhiều lính khác, anh sử dụng sự hài hước để đối mặt với thực tế khắc nghiệt của cuộc chiến. Trong một video được đăng trên TikTok, giết giả vờ đang nói chuyện điện thoại với mẹ khi đứng giữa hồ bom. Anh hỏi, pháo kích gì cơ, mọi thứ đều ổn. Phía đồng đội của giết Nick tên Mikola Savusik thường nhận được các vật phẩm tiếp tế từ người chị họ, bao gồm những thứ cần thiết và những món quà như hạt ngũ cốc, kẹo hoặc tất chân. Khi mùa đông đến, ưu thế về hỏa lực của Nga ngày càng tăng lên khi tình trạng bế tắc chính trị ở Mỹ đã cản trở nguồn viện trợ quan trọng cho Ukraine. Thiếu đạn pháo, lực lượng Ukraine ở Abdiivka không còn khả năng ngăn chặn được bộ binh Nga tiến công và giao tranh với họ ở khoảng cách gần. Trong chuyến thăm khu vực vào tháng 12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ghi nhận tình hình thiếu đạn dược nghiêm trọng, nhưng ông không có ý định rút lui. Chốt Zenit trở nên đặc biệt dễ bị tổn thương khi lực lượng Nga siết chặt vòng vây. Hồi tháng 1 năm nay, binh sĩ Savusik đã đề nghị với chị họ của mình ngừng gửi các vật phẩm tiếp tế vì chúng gần như không thể đến tay Anh và các đồng đội của mình. Khi được chị hỏi thăm tình hình, những gì anh có thể trả lời chỉ là còn sống. Binh nhì Heohi Pavlov thường không chia sẻ với mẹ, bà Ina Pavlova, về những rủi ro anh phải đối mặt tại Abdiivka. Mặc dù vậy, chàng trai 29 tuổi vạm vỡ không thể giữ tinh thần lạc quan khi tình hình ngày càng xấu. Anh phàn nàn rằng tình trạng thiếu đạn pháo trầm trọng đến mức lực lượng Nga có thể hoạt động ngoài trời mà không sợ bị nhắm tới. Nhiều đồng đội của Pavlov đã bám trụ ở Abdiivka gần 2 năm và kiệt sức. Nhu cầu tuyển tân binh ngày càng thấp, nhưng Ukraine vẫn chỉ hoãn một quyết định nhạy cảm về mặt chính trị nhằm hạ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự từ 27 xuống 25. Bình Nhì Bác Lốp đã chỉ trích các chỉ huy của mình, kể về những trận chiến trước đó mà đơn vị của anh phải cố gắng đến phút cuối để cầm cự và cuối cùng rút lui trong muộn màng. Khi mẹ Bắp Lốp hỏi về tình hình bao vây, anh nói mọi thứ vẫn ổn, nhưng sự lo lắng trong ánh mắt con trai khiến bà không thể yên tâm. Trên ứng dụng Deep State, ứng dụng lập bản đồ các vị trí tiền tuyến thông qua dữ liệu nguồn mờ, khu vực màu đỏ biểu thị những bước tiến của Nga dường như đang nuốt chửng thành phố và bà đã hỏi Bác Lốp tại sao chỉ huy của anh không thể nhìn thấy điều này. Đến đầu tháng 2 năm nay, 100 binh sĩ Ukraine tại chốt Zenit gần như hết lương thực. Dưới sức ép từ cuộc tấn công liên tục, nhiều người kêu gọi rút lui, nhưng chỉ huy Ukraine vẫn khuyến khích giữ vững vị trí. Binh nhì Viktor Paliak, người ở Zenit từ khi cuộc tấn công bắt đầu, chia sẻ nhiều người lính Ukraine đã bước ra khỏi bong ke để thở không khí trong lành, nhưng bị bắn tỉa hoặc tấn công bằng UAV của quân Nga. Chỉ một số ít người trong đại đội của anh vẫn còn sống. Theo anh Piliak, một nửa đơn vị đã thiệt mạng, đến mức anh được chỉ định làm chỉ huy vì không còn sĩ quan nào. Đêm 13 tháng 2, thượng sĩ Andriy Dubnitsky, một người lính khác ở Zenit, gọi điện cho vợ, chị Lyumila Dubnitskaya và cho biết anh đang chuẩn bị rời vị trí. Con gái đầu lòng của hai vợ chồng mới được vài tháng tuổi sau khi xung đột bùng phát, nhưng Dubnitsky 25 tuổi hầu như không gặp con vì anh phải dành phần lớn thời gian bảo vệ ABFK. Dubnitsky gửi tin nhắn cho vợ qua Facebook rằng anh sẽ liên lạc khi có cơ hội. Cô đáp lại, hãy hứa với em là mọi chuyện sẽ ổn đi. Nhưng anh Dubnitsky chỉ có thể trấn an vợ rằng hãy cầu nguyện cho anh. Vài giờ sau đó, Dubnitsky cùng với một nhóm bảy binh sĩ, bao gồm Zitnik và Pavlov, bắt đầu rút về phòng tuyến chính của Ukraine tại Avdiivka. Họ quyết định không đợi lệnh rút lui nữa. Binh sĩ Biliak nói, các chỉ huy muốn chúng tôi tiếp tục giữ vững phòng thủ, nhưng giữ một đống đổ nát mà không có đạn dược hay lương thực là tự hủy. Tuy nhiên, nhóm không thể đi xa được. Qua về trinh sát Nga đã lượn lờ trên Zenit trong nhiều ngày, chờ đợi quân Ukraine rời nơi ẩn hấp. Piliak cho biết một cuộc tấn công bằng đạn cối của Nga đã ngay lập tức khiến nửa nhóm bị thương. Anh đã giúp đưa những người bị thương trở lại bong kè, tự mình cõng giết nick. và Pavlov cũng bị thương. Những người vẫn có thể di chuyển, trong đó có Priak, đi bộ vào tối muộn ngày 14 tháng 2 tới một điểm hẹn do UAV Utena dẫn đường, nơi có xe bọc thép đang chờ sẵn. Bliak nhớ lại anh đã nhìn thấy những binh sĩ Utena nằm la liệt trên con đường về Avdiivka. Khi họ đến điểm sơ tán, Bliak nghe thấy một cuộc trao đổi qua radio khiến anh bị sốc. Một sĩ quan Ukraina từ lữ đoàn 110 đã hỏi chỉ huy của mình về việc sơ tán những người bị thương còn ở Zenit. Người chỉ huy trả lời, bỏ lại những người bị thương hủy hết các tài liệu bị bỏ lại. Khoảng 8 giờ sáng hôm sau, Savusik gọi điện cho chị họ Katerina để nói lời từ biệt. Ông chặt một quả lựu đạn. Savusik nói với chị rằng họ gần như không còn cơ hội gặp lại nhau. Savusik kể, những người còn lại trong lữ đoàn đã rút khỏi Zenit, để lại năm người bị thương. Mặc dù không bị thương, Savusik đã chọn ở lại với họ. Anh nói, là một con người tôi không thể bỏ rơi đồng đội của mình. Các chỉ huy đã hứa đưa xe đến để sơ tán họ, nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy điều đó sẽ xảy ra, và quân Nga gần như đã bao vây sáu người. Cùng lúc đó, Pavlov gọi điện cho mẹ trong nỗi tuyệt vọng. Một chân anh đã bị gãy, lưng và cổ đầy những mảnh đạn. Mẹ anh cầu xin Pavlov đầu hàng vì được con trai 5 tuổi ở nhà. Theo một phó chỉ huy, anh lúc bấy giờ vẫn hy vọng được giải cứu bởi lữ đoàn xung kích số 3, lực lượng được điều động đến Avdiivka nhằm củng cố vị trí của Ukraina và đẩy lùi quân Nga. Tuy nhiên, ngài đã kiểm soát phần lớn thành phố và lữ đoàn cuối cùng chỉ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ cho cuộc rút lui. Binh sĩ Dubnitsky cũng gọi cho vợ để báo tin rằng anh vẫn ở lại Abdiivka. Dubnitsky kể với vợ rằng cả nhóm chỉ còn ít thức ăn và nước uống. Anh nhắn tin cho vợ vào buổi trưa. Có vẻ như bọn anh sẽ bị bắt. Bên cạnh Dubnitsky, Zidnik đang nói chuyện với người thân ở Zaburizia. Dubnitsky bảo với năm đồng đội rằng chiếc xe sơ tán mà các chỉ huy điều động có thể vẫn đến nhằm tìm cách trấn an Zidnik và chính anh. Binh sĩ Zidnik đáp, sẽ không thể đến đây được đâu, Chấm hết rồi. Sau buổi trưa, Subin, anh rể của Zinik, gọi điện đến báo tin vui. Phía Ukraine đã liên lạc với lực lượng Nga và đạt được một thỏa thuận. Những người bị thương sẽ đầu hàng quân đội Nga và được trả tự do trong một cuộc trao đổi tù binh. Lữ đoàn 110 sau đó cho biết họ không thể quay lại đón những người này sau khi rút khỏi Zenit, nhưng họ yêu cầu chính quyền chịu trách nhiệm đàm phán trao đổi tù binh với Nga. Zinik cúp máy khi quân Nga đến, nhưng Subin gọi lại cho anh. Lúc này trong hầm đã có thêm một người nữa. Subin cho biết người lính Nga có bộ râu ngắn khoảng ngoài 50 tuổi. Zinnik bảo người lính Nga nói chuyện với Subin qua điện thoại để họ có thể hiểu nhau. Thế nhưng anh Subin ngay thấy lính Nga trả lời trước khi cuộc gọi bị cắt. Không, tắt điện thoại đi, tôi không nói chuyện với ai cả. Một ngày sau khi quân đội Nga đến tới Zenit, các kênh Telegram thân Nga đã đăng video dài 40 giây, cho thấy một nhóm binh sĩ đã hy sinh nằm dưới bùn lầy bên lá cờ Ukraine. Dubnitska ngay lập tức nhận ra hình xăm trên tay của một người đàn ông trong video. Đó trùng khớp với hình xăm mà chồng cô và hai người lính khác đã chung ký. Biểu tượng cho đức tin và tình anh em giữa họ. Cô đã báo cáo việc mất tích của Dubnitsky vào sáng sớm cùng ngày và đưa con gái đến đồn cảnh sát để cung cấp mẫu ADN. Sau khi trở về nhà, cô lướt qua các kênh Telegram của Nga để tìm bằng chứng về việc anh đã bị bắt và tình cờ phát hiện đoạn video. Sau khi liên lạc với một người lính khác có hình xăm, cô nhận ra đó chính là chồng của mình. Cô nói bên trong tối chết lặng. Ngày hôm sau, Ukraine tuyên bố rút lui khỏi Afdifka để bảo vệ lực lượng của mình. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng thành phố thất thủ là cái giá phải trả cho việc quốc hội không thông qua gói viện trợ bổ sung cho Ukraine. Đây là chiến thắng lớn nhất của Nga trong nhiều tháng qua. Ban lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh nỗ lực kháng cự đã gây thiệt hại đáng kể cho lực lượng Nga, mặc dù Tổng tư lệnh Alexander Sitsky thừa nhận các chỉ huy đã có một số ước tính sai lầm. Binh sĩ Biliak nói, nếu rút lui một cách có tổ chức, chúng tôi đã có thể cứu được những người đồng đội của mình. Hiện anh đang ở trong bệnh viện để điều trị vết thương trong quá trình rút quân. Thân nhân của 6 người lính Ukraine tại chốt Zenit tin rằng Họ đã qua đời ngay sau khi đối mặt với quân đội nga vào chiều ngày 15 tháng 2. Họ cũng đổ lỗi cho các chỉ huy ukraine vì đã bỏ rơi binh sĩ và gọi đó là sự hy sinh không cần thiết. ưu tiên của họ bây giờ là tìm lại di hai người thân.